Trúc Mai xin trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Trúc Mai hiện đang có mặt tại Detroit, Michigan. Xin gửi đến quý vị một vài hình ảnh của một đại nhạc hội do Việt Mỹ Entertainment tổ chức vào lúc 8 giờ tối ngày 14 tháng 1 năm 2012. Kính mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh của chúng tôi hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn trẻ, đêm nay với chủ đề đón xuân nhâm thân, quý vị, ông David Võ, ngoài chủ nhiệm của tờ tuần báo Việt Mỹ Magazine phát hành trên 6 tiểu bang ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ và Michigan, ông còn là chủ nhân của hệ thống cung cấp những sản phẩm về nail và một hệ thống Việt Mỹ Entertainment tổ chức những show ca nhạc ở nhiều tiểu bang như Pennsylvania, Virginia, Maryland, Michigan. Trước này xin kính mời quý vị xem một vài hình ảnh về show ca nhạc do Việt Mỹ Entertainment tổ chức ở Michigan ngày 14 tháng 1 năm 2012.
xa nhau. Lá xanh trên cành hành lau à, mưa giọt mưa ngao giọt đến thềm. Tình yêu đâu dễ lãng quên. Và cơn mưa mưa rồi sẽ tan đi trên trời. Hay là gió giọt mưa ngao hay là ướt mắt ai nhớ nhau chuyện thân yêu. Mưa là những cơn mưa trong đời. Này là gió để trên mi ai bây giờ cũng đón mưa ngâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xe giết tôi trên đầu. Ngày xưa đôi ta bên nhau bước ngang xe tròn là bóng la. Hôm sau mưa thật lâu để cho hai đứa bên nhau. Ngày nay đôi ta xa nhau con em anh nhìn tận góc phố. Đôi nguyện ươn bên nhau tròn xe chuyến đôi trên đầu. Ngày nay đôi ta xa nhau. Thưa quý vị, vừa xem qua một vài hình ảnh show ca nhạc do ông David Võ, Việt Mỹ Entertainment tổ chức ở Mission, Michigan ngày 14 tháng 1 năm 2012. Chương trình phóng sự của chúng tôi tới đây chấm dứt. Tuyết Mai xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phóng sự đặc biệt tới.